Mách nhỏ các bác cách giảm ngay huyết áp trong 10 phút, cả đời không bao giờ lo đột quỵ. Vâng, xin kính chào quý cô bác anh chị, rất vui được gặp lại quý cô bác anh chị trên kênh Sức khỏe đời sống HDT3. Và trong chương trình video bài thuốc ngày hôm nay thì tôi xin được chia sẻ đến với lại quý cô bác anh chị cái phương pháp rất là hay và rất là công hiệu trong việc là giảm huyết áp rất là nhanh chóng. Thưa với lại quý cô bác anh chị thì chúng ta biết rằng cái căn bệnh huyết áp là cái căn bệnh mà rất nhiều người mắc phải. Hầu hết những người già, người cao tuổi hoặc những người có da có thịt hay là những người béo phì đều mắc phải những cái chứng huyết áp cao. Vậy thì khi mà huyết áp cao ấy, nó ảnh hưởng rất là lớn đến sức khỏe. Và đây cũng chính là cái nguyên nhân dẫn đến căn bệnh đột quỵ hay gọi là đột tử ở những người trung niên và người cao tuổi. Thì quý cô bác anh chị có thể biết rằng là cái khi mà huyết áp cao ấy, đó là cái khi mà nhịp tim của chúng ta nó tăng cao và nó làm cho cái áp suất lượng máu của chúng ta di chuyển trong những cái thành mạch máu của chúng ta nó tăng lên, và từ đó thì nó khiến cho cái mạch máu của chúng ta nó giãn ra. Và thưa với lại quý cô bác anh chị, quý cô bác anh chị có thể tưởng tượng nó giống như là một cái vòi nước. Khi mà một lực nước được bơm rất là mạnh thì cái vòi nước nó bị nở giãn ra và rất có nguy cơ bị bục. Và khi mà nó bị bục ra thì đấy là cái nguyên nhân mà chúng ta bị đột quỵ đấy, thưa với lại quý cô bác anh chị. Và nhồi máu cơ tim cũng là cái hiện tượng như thế này. Đó là cái lượng máu di chuyển quá nhanh và nó ảnh hưởng đến tim mạch của chúng ta. Và đây được gọi là căn bệnh đột quỵ, hay còn gọi là nhồi máu cơ tim, hay là tai biến mạch máu não. Nó đều là căn bệnh đột quỵ này, thưa với lại quý cô bác anh chị. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể chặn đứng được cái nguy cơ bị đột quỵ này, cũng như làm thế nào để chúng ta có thể giảm hạ huyết áp của chúng ta xuống một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất, thì ngay trong video này và ngay bây giờ tôi sẽ chia sẻ đến với lại quý cô bác anh chị. Quý cô bác anh chị hãy dành ra vài phút để chúng ta theo dõi cặn kẽ để biết cái cách để chúng ta phòng tránh cho chính bản thân mình các bác nhé. Và thưa với lại các bác, thì những cái người bị cao huyết áp ấy, những cái thời điểm nó tăng cao ấy, thì những người cao huyết áp họ sẽ rất là dễ nhận biết được cái điều này. Đó là khi mà chúng ta bị nó cao huyết áp ấy, thì cái da đầu của chúng ta cảm giác dần như là nó bị căng ra. Và cái vấn đề đó là đau nhức đầu dữ dội, đau đầu dữ dội. Thì đặc biệt là với cái tình trạng mà bị cao huyết áp như vậy ấy, thì tôi khuyên các bác là chúng ta không được bóp đầu hay là massage đầu cái lúc mà nó đang cao các bác nhé. Các bác lưu ý là như vậy, khi mà nó đang rất là cao thì chúng ta không được bóp và cũng không được massage. Các bác hãy làm những phương pháp mà tôi chỉ các bác ngay bây giờ. Thứ nhất là khi mà các bác bị nó cao ở trong nhà thì chúng ta sẽ làm sao ạ? Chúng ta sẽ uống một cốc nước các bác nhé. Lúc này các bác sẽ uống một cốc nước lọc. Và sau khi uống một cốc nước lọc thì chúng ta sẽ cố gắng thở nó thật nhịp nhàng. Và các bác lên giường, các bác nằm ra thả lỏng cơ thể. Đây là một trong những cái phương pháp của yoga các bác nhé. Nó sẽ giảm huyết áp rất là tốt. Và chúng ta sẽ thả lỏng cơ thể, thả lỏng những cái đoạn cơ bắp của chúng ta. Hít sâu, thở dài. Vì các bác biết rằng này, khi mà chúng ta hồi hộp ấy, hay là chúng ta lo lắng bất cứ chuyện gì ấy, thì cái huyết áp, cái nhịp tim của chúng ta nó càng tăng. Các bác có thể thấy là những cái lần mà chúng ta có cái gì đó nó hồi hộp ấy, thì các bác sẽ cảm thấy là làm sao, cơ thể chúng ta nó mặt miếc nó nóng bừng lên, máu như nó dồn lên mặt, đúng không ạ? Mặt đỏ mặt này, hay là chúng ta có một cái vấn đề gì đó về suy nghĩ chẳng hạn, thì bắt đầu là chúng ta cái nhịp tim nó đập nhanh lên. Và các bác thấy không ạ? Khi đó thì chúng ta sẽ thấy là cái nhịp tim của chúng ta nó đập nhanh. Đó, thì khi mà cái nhịp tim nó đang đập nhanh như vậy thì các bác sẽ tìm cái cách là chúng ta nằm lên giường và thả lỏng cơ thể, hít sâu, thở dài nhẹ nhàng, thả lỏng cơ thể. Và sau đó thì thả chân xuống dưới giường. Các bác gọi người nhà chuẩn bị cho một cái chậu nước nóng, một chậu nước nóng hay một xô nước nóng. Và theo như trong sách cũng như là theo những chuyên gia thì nước nóng nhất có thể để chúng ta có thể cho chân vào được các bác nhá. Có nghĩa là nóng đến mức độ mà chúng ta có thể cho chân vào được thôi, chứ không phải là để nóng bỏng. Làm sao nóng đến cái mức độ mà chúng ta có thể cho chân vào được, và phải chịu chân tay, phải chịu được cái độ nóng đó các bác nhá. Thì đây là một trong những cách rất là tuyệt vời và rất là hay đấy. Các bác cho chân vào, sau khi mà cho chân vào rồi á thì chúng ta ngâm ở đó vài phút, thở nhịp nhàng, dịu dàng, thả lỏng cơ thể, ngâm trong 10 tới 15 phút đó, thì lúc này máu nó sẽ dồn từ trên não xuống dưới chân. Khi lúc đó, chân chúng ta đã ấm lên, nóng lên ấy, thì lúc này máu nó dồn xuống, và từ đó thì cái đầu của các bác sẽ cảm thấy nó nhẹ ngay. Và lúc này thì cái huyết áp của các bác nó sẽ được giảm xuống rất là nhanh các bác ạ. Và đây là một trong những phương pháp mà rất là hiệu quả nếu như các bác bị
cái lúc mà nó tăng huyết áp, ta cảm thấy nó tăng huyết áp ở trong nhà là làm như vậy. Thế còn với những cái trường hợp mà chúng ta ở ngoài đường hay là ở bất cứ đâu thì hay là ở cơ quan chẳng hạn thì làm thế nào? Thì tôi xin được mách các bác này, khi mà các bác cảm thấy nó tăng huyết áp như vậy thì tốt nhất cũng như là phương pháp 1, chúng ta sẽ sử dụng một cốc nước để chúng ta uống. Chúng ta uống một cốc nước và cũng để cho cơ thể thật sự thoải mái, và ngồi thẳng lưng, ngồi trên cái ghế tựa, ngồi thật sự thẳng lưng, nhắm mắt và thả lỏng cơ thể nhẹ nhàng. Hít sâu thở dài nhẹ nhàng, đơn giản nhẹ nhàng. Sau đó thì các bác dùng hai cái ngón tay đặt dí vào tai. Đây là được gọi là cái biện pháp gọi là ong thở các bác ạ. Đó, thế thì thở như ong có nghĩa là các bác sẽ cảm thấy là khi mà ta dí mạnh hai cái ngón tay vào trong lỗ tai á, lúc này các bác thở nhẹ nhàng thì lúc này cảm thấy trong tai của chúng ta nó có những cái tiếng ve, tiếng kêu như là tiếng ong. À, như là tiếng ong ấy, thì lúc các bác chỉ cần một lúc như vậy thôi thì bắt đầu là cái nhịp tim của bác nó sẽ được giảm xuống và nó sẽ hiểu hòa lại. Khi mà nhịp tim bắt đầu nó giảm xuống rồi, ta cảm thấy bớt đau đầu rồi, thì lúc này các bác dùng hai ngón tay cái ta bóp vào cái huyệt phong trì, bấm vào huyệt phong trì. Huyệt phong trì đây các bác nhá, các bác nhìn thấy ạ. Huyệt phong trì là nằm ở sát giữa cổ và hộp sọ. Huyệt phong trì hai bên, các bác bấm vào đó day nhẹ 7 lần các bác nhá. Day nhẹ 7 lần. Đó, thì sau đó thì các bác dùng cái tay này miết ở cái phần má sát với lại mang tai này, má này và cái phần dưới cổ này các bác nhá. Đó, miết từ trên này xuống đây, miết từ đây xuống hai bên các bác nhá. Các bác dùng các bác miết như vậy thì một lúc là bắt đầu các bác sẽ cảm thấy nó được giảm và cái huyết áp của bác xuống. Đây là những cái phương pháp rất là đơn giản và sẽ rất là dễ làm cho bác nào bị cái việc là bị huyết áp cao mà chẳng may nó tăng đột ngột. Vì các bác biết rằng là khi mà nó tăng đột ngột là nó rất là nguy hiểm, vì khi nó tăng đột ngột như vậy thì nó sẽ khiến cho rất dễ bị vỡ mạch máu não, và khi đã vỡ mạch máu não thì nhẹ thì chúng ta sẽ bị liệt nửa người, và nặng thì có thể dẫn đến tử vong, thưa với lại các bác. Bởi vậy rất là nguy hiểm, và tôi xin được chia sẻ đến các bác một trong những cái phương pháp mà cực kỳ hiệu quả giúp cho các bác có thể điềm tĩnh và giúp cho cái điều hòa được nhịp thở cũng như là điều hòa được cái huyết áp trong cơ thể chúng ta rất là hay. Đó là phương pháp thiền các bác ạ. Thiền ấy là một trong những phương pháp rất hiệu quả để chữa bệnh cũng như là giúp cho chúng ta khai thông được trí huệ các bác ạ. Trí huệ ở đây là gì? Là khai thông được cái suy nghĩ trong đầu chúng ta, khai thông được những cái suy nghĩ lên cái tầm cao mới. Và thưa với các bác thì không những thế, nó giúp cho các bác điều hòa được nhịp tim, điều hòa được cơ thể chúng ta một cách rất là chủ động. Thì cái cách thiền như sau: các bác sẽ ngồi thẳng lưng và chân vắt, người ta gọi là vắt bán già là cái vắt một chân ta đặt lên trên đùi và một chân thì đặt xuống dưới nền, và vắt chân giống như là ngồi ăn cơm vậy, ta vắt như thế. Sau đó thì đặt hai cái lòng bàn tay chúng ta, các bác đặt tay này, đặt tay vào lòng bàn tay, hai ngón tay cái chạm vào nhau rồi để ở giữa bụng này. Đó, mỗi một ngày các bác sẽ tập làm 30 phút buổi sáng và 30 phút buổi tối, thì lúc này nó sẽ giúp cho các bác điều hòa được cơ thể, và đặc biệt là giúp cho các bác nào thường có những cái triệu chứng như chúng ta bị nóng tính này, hay là bực bội trong người này, hay là khó ngủ, mất ngủ này, thì các bác thiền như này nó sẽ giúp cho các bác là hết những cái điều đó, hết những cái triệu chứng đó, và điều hòa được nhịp tim, điều hòa được cái khí huyết trong cơ thể chúng ta, và đặc biệt là giúp cho các bác ngủ ngon. Và thưa với các bác thì đây là một trong những cái cách ấy, từ xưa tới nay những cái nhà sư, những cái người lỗi lạc, người ta thường sử dụng cái cách thiền này để có thể vừa chữa bệnh, vừa cho tâm tính được an lạc, và đây là một trong những cách rất là hay để các bác nên áp dụng. Và thưa với lại các bác thì trên đây tôi vừa chia sẻ đến các bác những cái phương pháp rất là nhanh, rất là đơn giản giúp cho các bác có thể chữa ngay được cái việc là cao huyết áp và là giảm được cái huyết áp của chúng ta một cách rất là nhanh chóng. Và các bác hãy chia sẻ cái mẹo này, cái cách này đơn giản này cho những người bạn của mình, những người hàng xóm của mình để biết những cái lúc mà chúng ta thấy huyết áp cao, ta có thể phòng tránh được căn bệnh đột quỵ ngay những cái thời điểm mà khi thấy chúng ta có cái vấn đề như là huyết áp cao lên đột ngột như thế các bác nhé. Và video tôi xin được kết thúc tại đây. Nếu các bác cảm thấy video có hữu ích, kênh có ý nghĩa, nhớ là hãy díu nút đăng ký, nút chuông thông báo ở phía bên này, vì tôi sẽ còn quay trở lại với các bác vào những khung giờ 10 giờ trưa và 18 giờ tối hàng ngày. Và bây giờ thì tôi xin kính chào, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau ạ.